Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi tham quan một quán cà phê rất là đặc biệt ở Sài Gòn này nha các bạn. Đó chính là quán cà phê Best Coffee Garden nha các bạn. Ở địa chỉ là số 91 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nha các bạn. Điểm đặc biệt của quán cà phê này chính là các bạn sẽ xem tận mắt, sờ tận tay tất cả những con thú cưng trong này luôn nha các bạn. Và đây cũng chính là một địa điểm quen thuộc của tất cả các hội nhóm thú cưng thường chọn để làm nơi tổ chức một buổi offline để giao lưu cũng như chia sẻ kinh nghiệm. Đây là tham quan của quán nha các bạn, rất là rộng với rất là nhiều loại thú cưng thích hợp cho mọi người dắt gia đình và các bạn nhỏ ra đây thưởng thức nước uống và xem thú nha các bạn. Trong không gian rất là mát mẻ, thoải mái. Tối thứ bảy hàng tuần sẽ có buổi ca nhạc hát với nhau. Đây các bạn, đây là cái chuồng chó các bạn. Thì vô đồ không anh? Thôi lấy con chó. Đây là con chó. Rất là nhiều con chó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên chuồng mèo cho các bạn xem nha. Ở đây là chuồng mèo nè các bạn. Ở đây mình có con mèo không lông nữa. Mình mặc nó giữ rồi. Mèo Ai Cập ha. Ở đây mình có bao nhiêu giống mèo anh? Thấy nhiều lắm à. Còn con này là con mèo gì anh? Mèo Mỹ hả? À, thì nhìn thấy nó lông đốm đốm. Con này là mèo gì anh? Mèo sao? Đây nhiều rất là nhiều loại mèo các bạn tham quan luôn nha. Ở đây có đàn mèo mới đẻ nè các bạn. Cái này là mèo gì anh? Mèo anh lông ngắn. Nó đẻ nhiều rồi được 4 con nè các bạn. Phi nữa các bạn. Mèo đồng cỏ châu Phi nha. Cái này nằm ngủ trên đó. Đây là con lạc đà nha các bạn. Đây là chuồng lạc đà. Đây. Còn đây là cái hồ cá khủng. Cá săn mồi không ạ. Lưng lông hoàng bảo yến sọ. Cá mèo miệng rộng. Cá bò. Cá thịt cát tứ hãng. Đây là không gian quán rất rộng các bạn. Hơn 1.000 m². Đây chính là anh Hòa, là anh chủ quán cà phê nha các bạn. Dạ, anh chào anh Hòa. Cái này là con gì anh Hòa? Dân Iker đi Việt Nam được tí. Dạ. Rất là dễ. Mà xưa bỏ hơn ngàn nè. 15 ngàn hả anh? Lúc 2 mấy á. Dạ. Bây giờ mà chịu còn đi sớm làm gì rồi. Con này nuôi dễ không anh? Đây là khu vực offline của team Bơm Sài Gòn. Hiện tại là khá đông người đó các bạn. Đây là bọn em chia sẻ kinh nghiệm về cách mua cũng như là cách chăm sóc con phóc sóc. Và như các bạn đã biết thì em Hòa là người có rất nhiều kinh nghiệm nuôi thú cưng nói chung cũng như là con chó phóc sóc nói riêng. Con xem con chó bully các bạn.
này con ít men hả anh Hoàng? Con là ít men. Này mình có thêm những con thỏ nữa các bạn. Đây con thỏ này là ngủ rồi. Sẽ qua bên chuồng những con rồng Nam Mỹ cho bạn xem nha. Đây là những con rồng Nam Mỹ các bạn ạ. Đây. Đủ lắm nha các bạn. Đây nữa. Ở trong quán này bên bà có rất là nhiều loại thú. Con thú có những thú kiểu rất là đẹp, rất là độc lạ nữa. Rồi bây giờ anh Hòa sẽ giới thiệu mình là con rồng Nam Mỹ. Con này là con gì anh Hòa? Tên nó là tên gì anh Hòa? Con này là Jack Hebo Iguana. Là rồng Nam Mỹ. Và yeah. Hebo mức sắc tố đen. Yeah. Trên mình nó cam hết, nó không có chấm đen. Dạ. Yeah. Với lại cái cúc đuôi nó, những con Jack thường á, là cái màu đen này nè, nó hiện rõ lên. Yeah. Đen thuần rồi luôn. Dạ. Yeah. Chứ nó không, này nó không có mờ mờ không anh? Đúng rồi, nên còn chỉ mờ, với lại nó không có chấm đen, nó mới gọi là Hebo Iguana. Con này là anh nhân giống ra luôn hả bà, hay là mình mua ở ngoài? Vậy chắc giờ chắc cỡ chừng gần 2 mét anh bà? Không, con này khoảng chừng 1m6. 1m6. Nó từ size 22cm nó lên tới 22cm lên 1m là mất khoảng 5. Là con này mình nuôi mình cho nó ăn gì? Ăn rau muống cải ngọt. Giống như ăn chay hả anh? Ăn chay. Các loại lá màu xanh. Con này nó đang chuẩn bị lột không anh? Nó chuẩn bị lột, em có thể thấy đây. Dạ, dạ đúng rồi. Nó lột ra thì vàng nó sáng đen nữa. Dạ. Một con iguana là nó có một cái yếm tròn bự như vậy. Dạ, yếm phải bự. Đúng rồi. Và gai ở đây mình nuôi là phải đổ. Dạ. Không có mất được gai nào không anh? Đúng rồi, nó là không mất gai. Nếu mà nó cắt ở đây thì nó dựng lên mà rất là lâu, nhưng mà từ đây lên tới đây là cũng khoảng 5. Dạ. Còn nếu mà nó mất luôn cái gốc này là coi như là con này bị lỗi. Từ đây đuôi không có bị mất hết gì hết, nó còn cái khoang đen hết. Còn dạ, những con mà bị đứt đuôi xong thì nó mọc ra không anh? Nó mọc ra màu đen, giống như là đuôi chuột vậy. Đây là chuồng công các bạn. Có hai con công trên này. Con bự bay xuống, con đó là con trống. Cái đó mới đẹp, đây là con mái. Đây là như con thỏ gì đó các bạn ơi. Cái này là thỏ tai cụp của Pháp. Thỏ tai cụp của Pháp. Hai con gì vậy chị? Con chuột hả? Con ấy. Cầm lên được không chị? Một xíu à. Này mấy đứa nít khoái ha. Mấy bạn nhỏ thích này. Đây là con cá sấu nha các bạn. Con cá sấu thiệt, bằng xương bằng thịt luôn rồi các bạn. Đầu tiên mình có thể chạm tay sờ vào con cá sấu thật các bạn. Con cá sấu này nó chắc cũng tầm khoảng 1.5m. Và mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có thời gian rảnh thì hãy ghé qua quán cà phê Pet Coffee Garden để cùng tham quan và chiêm ngưỡng những con thú độc lạ tại đây các bạn. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video sau.